nhằm triển khai thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà tổ chức lễ phát động ra quân Tết trồng cây năm 2022 tại phường Mân Thái. Lễ phát động diễn ra tại công viên vườn dạo khu dân cư An Thị 1, 2, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, với sự tham gia của đông đảo cán bộ hội viên, các hội đoàn thể địa phương, đoàn viên thanh niên và người dân tại các khu dân cư. Sau lễ phát động, lãnh đạo quận cùng người dân đã ra quân trồng mẫu 7 cây xoài và cây mít dọc vỉa hè công viên. Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà cũng hỗ trợ 200 cây cảnh quan, gồm bông trang, chuỗi ngọc, chiều tím để người dân trồng phủ xanh tại các khu vực trong khu dân cư. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc ra quân Tết trồng cây, đồng thời là thực hiện kế hoạch của thành phố về trồng 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021-2025, thì quận Sơn Trà tổ chức Tết trồng cây tại khu dân cư An Thị 1-2 nhằm kêu gọi toàn thể bà con nhân dân cùng các cán bộ công chức viên chức của quận tham gia hưởng ứng Tết trồng cây, mục đích là bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống của cho người dân và đồng thời hướng đến là xây dựng thành phố môi trường của thành phố Đà Nẵng. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, lễ phát động được tổ chức trên tinh thần nhanh gọn, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, nhưng vẫn mang tính tuyên truyền giáo dục cao, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng xã hội. Qua đó đáp ứng mục tiêu tăng tỷ lệ diện tích cây xanh trên địa bàn quận Sơn Trà trong giai đoạn 2021-2025. Ra quân trồng cây đầu xuân là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng người dân trong việc bảo vệ môi trường sống và cảnh quan xanh sạch đẹp, mà còn góp phần đẩy nhanh và hiện thực hóa đề án trồng 1 tỷ cây xanh, thực hiện lời dạy của Bác, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xanh.